Mu liên hệ Gia Lai to Liverpool mua Vivahovic. Mu tiếp cận Gia Lai to Milan hỏi mua Paul Scholes. Liverpool muốn có Vivahovic là những tin bóng đá chính hôm nay, 19 tháng 1. Mu liên hệ đưa Gia Lai về Old Trafford. Giới truyền thông Italy tiết lộ, Mu đang liên hệ với Juventus cũng như người đại diện Minoreola để đàm phán chuyển nhượng Matthai Gia Lai to. Mu không loại trừ khả năng loại Harry Maguire khỏi kế hoạch, nên Gia Lai được xem như một giải pháp quan trọng để bổ sung hàng phòng ngự. Mới đây, Gia Lai tuyên bố chúng tôi nhớ Ronaldo. Điều này đi ngược với thái độ của các thủ lĩnh phòng thay đồ Juventus. Giới chuyên môn phân tích phản ứng của trung vệ người Hà Lan cho thấy anh muốn gia nhập Mu một lần nữa chơi bóng cùng Ronaldo. Gia Lai được Mu theo đuổi trong một thời gian dài. Lựa chọn Juventus là một sai lầm và cầu thủ 22 tuổi này đang có kế hoạch gia nhập bóng đá Anh để tìm lại phong độ đích thực như khi còn khoác áo Ajax. Milan tiếp cận Paul Scholes. Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini vừa có những cuộc tiếp cận đầu tiên với Ajax để hy vọng đưa Paul Scholes về Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Milan đang khủng hoảng nhân sự nặng nề. Ngoài những ngôi sao dự giải châu Phi, huấn luyện viên Stefano Pioli còn mất Simon Kjaer nghỉ hết mùa và Tomori nghỉ một tháng vì chấn thương. Ngoài ra, đội trưởng Alessio Romagnoli chưa gia hạn hợp đồng và có khả năng ra đi vào cuối mùa. Vì thế, Milan cần trung vệ mới để có thêm lựa chọn cho hành trình đua nước rút tại Serie A. Paul Scholes không phải cầu thủ đá chính thường xuyên ở Ajax. Dù vậy, anh được đánh giá cao về năng lực và tiềm năng phát triển. Chi phí chuyển nhượng của Paul Scholes không quá 20 triệu euro. Đây là mức phí phù hợp với một Milan có ngân sách không mạnh. Liverpool theo đuổi Vivahovic. Liverpool đã cử trinh sát theo dõi kỹ Dusan Vivahovic, ngôi sao bóng đá quốc tế người Serbia gây đình đám ở Serie A gần đây. Vivahovic hiện có 17 bàn thắng ở Serie A 2021-22 cho Fiorentina. Cùng Ciro Immobile dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới, Liverpool sẽ chia tay Divock Origi vào cuối mùa khi hết hợp đồng. Bên cạnh đó, Jacob có khả năng để Roberto Firmino sang Barcelona nhằm làm mới hàng công. Hướng đến mùa bóng mới, huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn bổ sung Vivahovic vào đội ngũ tấn công với Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota. Hợp đồng của Vivahovic có thời hạn đến 2023 và anh nhiều lần từ chối gia hạn. Thế nên, mùa hè năm nay là thời điểm để Fiorentina bán chân sút 21 tuổi này nếu không muốn mất trắng anh.